đề nghị truy tố kẻ thiêu sắc bé trai rồi thả cho cốt cho gia đình. Quảng Trị phát hiện thi thể người phụ nữ dưới sông, hé lộ tâm thư dặn dò chồng con. Nhân chứng vụ cháy ở quận 5 vô cùng đau xót, nạn nhân có thể cũng từ nơi xa đến khám bệnh. Bắc Ninh cháy nhà 3 tầng, hai người tử vong. Hà Nội cháy nhà 4 tầng, bà cho cháu vào xô, rồi dòng dây thả xuống thoát hiểm. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là những tin tức chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án gửi con chữa bệnh nhận lại cho cốt gây súng động dư luận, mới đây thì công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề nghị truy tố đối tượng Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích. Cụ thể, ngày 29 tháng 8, tại hội nghị giao ban cung cấp thông tin cho báo chí, Thượng tá Hoàng Công Quảng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin quá trình điều tra về vụ án gửi con chữa bệnh nhận lại hũ cho cốt. Sau thời gian bỏ cuộc xác minh điều tra, đến nay Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố ông Lê Minh Quang, 46 tuổi, và bà Cao Thị Thú Bích, 40 tuổi, sống cùng ông Quang, về tội xâm phạm thi thể. Theo điều tra ông Nguyễn Hữu Nghĩa, ngụ thừa thiên huế biết gia đình ông Quang nhận nuôi và chữa bệnh cho trẻ chậm phát triển tự kỷ. Trước đó hồi tháng 3 năm 2022, ông Nghĩa gửi con trai 3 tuổi đến nhờ ông Quang chữa giúp tại nhà thuê ở đường Phan Chu Trinh thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng. Bà Bích là người giúp việc sống cùng ông Quang. Quá trình điều trị bệnh chậm phát triển thì cháu bé bị ho, sốt, xét nghiệm nhanh phát hiện mắc Covid-19. Đêm 24 tháng 3 năm 2022, ông Quang cho uống thuốc hạ sốt, đưa trẻ đi ngủ. Đến dạng sáng ngày 25 tháng 3 năm 2022, bé trai có biểu hiện khó thở nên ông này đã xoa lưng hô hấp nhân tạo cho đứa trẻ. Lúc này, bà Bích lái xe chở ông Quang đưa cháu bé đến bệnh viện nhưng tử vong trên đường đi. Nên hai người này đã quay trở về nhà, sau đó cả hai quyết định đưa thi thể bé trai về bàn giao cho thân nhân. Tuy nhiên trên đường đi, ông qua lo thi thể để lâu sẽ phân hủy, bốc mùi và sợ bị phát hiện nên nảy sinh ý định thiêu xác của bé trai rồi đưa cho cốt cho gia đình. Chiều 25 tháng 3 năm 2022, hai người lái xe đưa thi thể bé trai vào vườn của nhà ông Quang ở thôn 12, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, châm lửa thiêu. Vài giờ sau, họ đã dùng xô đựng cho cốt của cháu bé, đưa về Huế giao cho gia đình ông Nghĩa, Hôm 27 tháng 3 năm 2023 tại thành phố Huế, ông Quang và bà Bích đi mua hũ, đựng cho, đổ phần cho cốt, sau đó thì hẹn gặp gia đình nạn nhân ở quán cà phê để trao hũ cho cốt. Người cha đã gửi đơn tới công an Huế tố giác ông Quang, muốn làm rõ nguyên nhân tử vong của con. Tiếp nhận đơn thì công an thành phố Huế đã chuyển công an tỉnh Lâm Đồng điều tra theo thẩm quyền. Phòng cảnh sát hình sự PC02 công an Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra nội dung tố cáo. Đến ngày 19 tháng 9 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê minh quang và cao thị thu bích về tội xâm phạm thi thể vụ án xảy ra đã để lại nỗi đau cho gia đình nạn nhân và nhiều thắc mắc trong dư luận liệu rằng sắp tới vụ án sẽ được làm sáng tỏ ra sao đây là câu hỏi mà dư luận đang hết sức quan tâm thưa quý vị, sáng 29 tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị vừa cho biết đã tìm thấy một người phụ nữ bị đuối nước và đã bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đáng chú ý là gia đình cho biết trước khi mất, người này đã để lại tâm thư dặn dò chồng và hai con nhỏ. Theo ông Hồ Trí Tiến, trưởng khu 8, phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, trên địa bàn vừa có một người phụ nữ đuối nước tử vong. Địa phương đang phối hợp với người dân và gia đình lo hậu sự cho người này. Trước đó vào lúc 20h45 phút tối 28 tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo việc phát hiện một người phụ nữ bị đuối nước tại khu vực sông Nhà Vàng, một nhánh nhỏ của sông Vĩnh Phước, đoạn trước chùa Nhà Vàng thuộc phường Đông Lương, thành phố Đông Hà. Nhận được tin báo thì đơn vị này đã khẩn trương điều động nhiều lực lượng và phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường tổ chức triển khai tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày thì lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ. Danh tính người này là bà Bùi Thị Lờ, sinh năm 1982, hộ khẩu thương trú tại khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số vật dụng cá nhân như túi sách, giày của nạn nhân để lại. Được biết bà L làm tại một cơ quan nhà nước, hiện có hai con nhỏ đang học lớp 2 và lớp 5. Gia cảnh khó khăn. Trước khi mất bà L có để lại bức tâm thư dặn dò chồng và hai người con nhỏ. Đây là một vụ tai nạn đuối nước hay xuất phát từ nguyên nhân khác, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ, song thực tế rằng thời gian gần đây thì liên tục xảy ra những vụ việc tương tự người mất để lại tâm thư hay gia đình cùng nhau chấm dứt mạng sống điều này khiến dư luận không thể không đặt ra câu hỏi liệu rằng những áp lực cuộc sống đang đè nặng lên đôi vai của con người hay sức chịu đựng của con người ngày càng bị giới hạn phải chăng thế giới này đang ngày càng trở nên cô đơn khi ngày càng nhiều người tìm đến hành động cực đoan xuất phát từ những vấn đề bất ổn trong đời sống tinh thần vật chất đây có lẽ vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ mà mỗi cá nhân tổ chức vẫn luôn đau đáu đi tìm câu trả lời Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, mới đây trên đường Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy nhà nghiêm trọng khiến hai người tử vong. Những nhân chứng của vụ cháy vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại hiện trường vụ việc. Chứng kiến gần như từ đầu vụ cháy, bà Nguyễn Thị Phép, 70 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, trong đời chưa từng thấy, bà Thép kể lại, lúc đó khoảng hơn 6 giờ sáng, mình đang bán thuốc ở đầu con hẻm, cách hiện trường hơn 10 mét lửa lớn bùng lên với khói đen khét lẹt ở tầng một căn nhà trọ những người bên trong ào ào tháo chạy ra ngoài một người đàn ông từ trên lầu nơi xảy ra vụ cháy phi thân xuống đất rồi đi đâu tôi không hay theo bà phép thời điểm này cửa nhà trọ vẫn ra vô bình thường không đóng những người mắc kẹt đều là nữ nghi ngờ ở cùng với người đàn ông cháy lớn quá họ không ra được họ là phụ nữ mà mạnh ai nấy chạy cháy một lúc thì có một tiếng nổ Người phụ nữ cho biết phòng trọ này thi thoảng có người lên thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, ngủ lại qua đêm, sáng lại đi, nên ít người hay biết danh tính tên tuổi. Người đàn ông xưng là tên Hùng, 55 tuổi, quê Tiền Giang cho biết mình cũng là khách thuê trọ tại đây. Vào một ngày trước, để đến khám bệnh tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người thuê trọ cũng có hoàn cảnh y như ông Hùng. Thời điểm vụ cháy xảy ra, ông Hùng chuẩn bị ra khỏi phòng đi khám bệnh, người đàn ông vội chạy ra ngoài mà không kịp mang cả quần áo. Ông Hùng kể, hơn 10 người ở các phòng lân cận cũng như tôi tháo chạy ra ngoài vô cùng hoảng sợ. Lửa rất lớn, nếu chậm chân thì không biết chuyện gì xảy ra. Theo ông Hùng phòng trọ ông thuê chừng 8 mét vuông, chỉ đủ để giường và đồ đạc, trong góc có nhà vệ sinh vừa đủ. Bên ngoài ban công lầu có nhiều cục nóng máy lạnh, có dây điện bắt trăng chịt. Ông Hùng cho biết khói lửa từ đám cháy bốc ra dữ dội, hơi nóng khủng khiếp khiến cho nhiều người phải cách xa 20 mét ông buồn bã cho biết khi biết tin có hai người chết trong vụ cháy tôi rất đau xót có thể họ cũng là người từ nơi khác tới khám chữa bệnh như tôi một người dân khác cho hay tôi được biết nơi này cho người ta thuê người tới khám chữa bệnh ở các bệnh viện gần đây cũng thuê có cả người nước ngoài có người thuê ngủ lại một đêm rồi rời đi Chủ quán cà phê gần hiện trường cho biết sáng sớm bà đã nghe tiếng hô hoán, biết có cháy nên lên lầu cao quan sát, người này miêu tả lửa rất lớn, bùng ra ngoài đỏ rực, kèm khói đen khét lẹt, tôi chỉ dám đứng từ xa quay lại một đoạn clip. Theo Ủy ban nhân dân quận 5, căn nhà trọ do bà Phạm Thị Hoa 47 tuổi, ngụ quận 10 làm chủ, người phụ nữ cho biết nhà trọ có khoảng 15 phòng cho người khác thuê lại. Đến sáng cùng ngày bà Hoa mới hay thông tin và đến hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng xử lý ghi nhận căn nhà trọ gồm một tầng trệt, một lầu ở cách đường Mạc Thiên Tích chừng 4m, lầu 1 cách mặt đất hơn 3m, có tấm bảng lớn đề phòng cho thuê, phía trên có ban công mở rộng ra con hẻm, trên tường treo khá nhiều cục nóng máy lạnh. Trước đó khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 29 tháng 8, đám cháy bùng lên từ tầng 1 căn nhà. Nhiều người ở khu vực phát hiện hô hoán, huy động bình cứu hỏa tiếp cận khống chế. Tuy nhiên do khu vực cháy ở trên cao, việc tiếp cận ban đầu gặp khó khăn. Khoảng 10 phút sau, xe cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận 5 đã đến hiện trường dập lửa. Sau 20 phút đám cháy được khống chế, cảnh sát phát hiện hai nữ nạn nhân tử vong, mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở căn phòng hướng ra đường Mạc Thiên Tích. Danh tính của hai nạn nhân ban đầu được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Mai và Nguyễn Huyền My. Hiện cơ quan và mối quan hệ của hai nạn nhân vẫn đang được công an điều tra. Thêm một vụ cháy thương tâm nữa xảy ra vào dạng sáng ngày 29 tháng 8, một ngôi nhà ba tầng kết hợp ở và kinh doanh tạp hóa tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh đã bất ngờ bốc cháy khiến hai người tử vong và hai người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu vào dạng sáng ngày 29 tháng 8, ngôi nhà ba tầng kết hợp ở và kinh doanh tạp hóa tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh xảy ra cháy. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 4 người, gồm vợ chồng anh NDK 33 tuổi, chị NTL 32 tuổi cùng con gái là NTH 12 tuổi và con trai là NDP 10 tuổi. Do có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả ngôi nhà. Mặc dù người dân và lực lượng phòng cháy chữa cháy khẩn trương dập lửa, chữa cháy, nhưng phải 2 giờ sau mới khống chế được ngọn lửa. Vụ hỏa hoạn đã khiến anh ca và cháu hát tử vong, chị L và cháu P bị thương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh, Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết, thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động Thương minh và Xã hội, Ủy ban nhân dân phường đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Thưa quý vị, cũng vào sáng ngày 29 tháng 8 thì một vụ cháy tương tự cũng đã xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Một căn nhà ở kết hợp kinh doanh tại ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, khói nghi ngút bốc cháy tại khu vực tầng 1. Đáng chú ý khi đó thì bà NTM, chủ của căn nhà bị cháy đã nhanh chóng cho cháu nhỏ vào xô, rồi dòng dây thả từ ban công tầng cao xuống mặt đất, đồng thời hô hoán kêu gọi sự giúp đỡ kịp thời. Theo bà NTM, khoảng 8 giờ 35 phút, bà phát hiện mùi khét trong nhà. Khi mở cửa tầng 3, bà mờ thấy khói đen sông lên từ tầng 1, nên hô hoán gọi mọi người. Bà mờ kể lại, tôi chạy ra bên ngoài ban công, hò hét để những người ở dưới, dập hộ cầu giao điện ở phía bên ngoài. Được biết thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 5 người, gồm vợ chồng bà và ba thành viên gia đình người con, trong đó có một cháu bé nhỏ tuổi bà mờ cho biết khi phát hiện cháy, chồng tôi và các cháu kịp thời hạ thang ở đằng sau nhà để chạy sang nhà kế bên. tôi bế cháu nhỏ cho vào chiếc xô và dòng dây thả xuống mặt đất. khi kể lại sự việc, bà mờ vẫn run rẩy nói, lúc đó tôi chỉ kịp hét lên để mọi người ở phía dưới đỡ cháu bé. nói về sợi dây được buộc sẵn ở ban công, bà mờ cho biết do bà bị đau chân nên hàng ngày đi chợ về có buộc thức ăn vào dây để kéo lên. bà mờ nghẹn ngào nói, tôi cũng không thể ngờ được sợi dây này hôm nay đã cứu sống cháu mình là người trực tiếp kêu gọi mọi người đi tìm dụng cụ phá cửa. Ông Ca sống trong ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ cho biết, lúc xảy ra cháy, khói bốc ra nghi ngút từ tầng 1 của ngôi nhà, nơi cho cửa hàng làm tóc thuê. Ông Ca kể, tôi hô hào 4 năm người lao đến để tìm cách phá cửa cuốn và gọi cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tôi phải lấy xà beng ở nhà và bình chữa cháy từ tổ liên gia đình để xông vào dập lửa. Nhận được tin báo cháy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã được điều động đến hiện trường. Đến hơn 9 giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản sau vụ cháy. Hiện công an quận Cầu Giấy đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thời gian gần đây liên tiếp các vụ hỏa hoạn xảy ra. Điều này một lần nữa déo lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề phòng cháy chữa cháy tại các đô thị. Cháy nổ từ lâu đã được xếp hàng hiểm họa, những thiệt hại mà nó mang lại lớn hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, hỏa hoạn cũng là vấn nạn khiến cho mọi người đều sợ hãi và bất an. Chính vì vậy, mỗi người dân cần trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng phòng chống cháy nổ để có thể xử trí, ứng biến linh hoạt nhanh chóng kịp thời bảo vệ tính mạng của bản thân và gia đình. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình bị bắt quả tang tổ chức đánh bạc tại Đắk Lắk, ông Vũ Nam Dương Tránh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số cán bộ khác cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra. Theo đó, thời gian tạm đình chỉ ông Nguyễn Mạnh Hùng từ ngày 23 tháng 8 năm 2023 đến khi có quyết định của cơ quan tố tụng về việc vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Mạnh Hùng. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đã ban hành các quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với ba cán bộ của Sở, gồm ông Nguyễn Viết Minh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao, ông Đặng Thế Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao, ông Đào Hoàng Long, Phó Phòng Quản lý Thể dục Thể thao. Thời gian tạm đình chỉ từ ngày 24 tháng 8 năm 2023 đến khi có quyết định của cơ quan tố tụng về việc vi phạm pháp luật của các cán bộ này. Trước đó vào cuối tháng 7 năm 2023, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình, Nguyễn Mạnh Hùng và các ông Nguyễn Viết Minh, Đặng Thế Dũng, Đào Hoàng Long cùng bị Công an tỉnh Đắk Lắc bắt quả tang khi đang đánh bạc tại một khách sạn trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắc đã có quyết định khởi tố các bị can này để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc, vụ việc gây bức xúc trong dư luận về một bộ phận cán bộ suy thoái về đạo đức và coi thường pháp luật. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, bão Sao La được dự báo sẽ một lần nữa đổi hướng trong vài ngày tới. Lần này được cho là sẽ tiến về phía Hồng Kông, Trung Quốc. Việc liệu cơn bão này có đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 ở nước ta không? Đây là câu hỏi mà nhiều người đang rất quan tâm. Theo dự báo, trong vài ngày trước, Sao La sẽ đi theo hướng Tây Bắc, tiến về phía Đài Loan, Trung Quốc. Tuy nhiên, theo dự báo, sáng nay 29 tháng 8, Sao La sẽ ngả nhiều hơn về phía Tây và tiến sát Hồng Kông, Trung Quốc vào cuối tuần này. Theo Đài quan sát Hồng Kông, còn theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp, JTWC của Mỹ, bão sao la được dự báo sẽ đạt cường độ đỉnh với sức gió 215 km h trong 24 giờ tới, sau đó nó sẽ yếu dần và sức gió giảm xuống còn 75 km h trong vòng 5 ngày khi nó đổ bộ Hồng Kông, Trung Quốc. Vì bão sao la liên tục đổi hướng nên ngay cả các tổ chức khí tượng lớn trên thế giới cũng cho rằng chưa thể nói chính xác về đường đi của nó trong những ngày tới. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thì bão sao La vẫn có khả năng đi vào biển Đông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và nếu vậy nó sẽ trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023. Thông tin này đã được đăng trên báo Công thương. Tuy nhiên theo JTWC thì khả năng này là thấp bởi vì khi đổ bộ vào Hồng Kông thì bão sao La sẽ yếu đi, rất có thể sẽ thành áp thấp nhiệt đới. Cho dù vậy tất cả các trung tâm khí tượng đều đang khẳng định phải theo dõi chặt chẽ bão sao La vì nó rất phức tạp về cả cường độ lẫn đường đi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi hôm nay. Hy vọng là với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như kế hoạch phù hợp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên nhấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo.